quán tất cả hạnh đại bồ tát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến Tri, đó là hí luận. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này. Thánh đế khổ nên biết khắp thì đó là hí luận. Thánh đế tập nên vĩnh đoạn thì đó là hí luận. Thánh đế diệt nên tác chứng thì đó là hí luận. Thánh đế đạo nên tu tập thì đó là hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này nên tu bốn tịnh lự thì đó là hí luận nên tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì đó là hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này nên tu bốn niệm trụ thì đó là hí luận nên tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn, năm lực bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên tu pháp môn giải thoát không thì đó là hí luận nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên tu tám giải thoát thì đó là hí luận nên tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thì đó là hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên tu năm loại mắt thì đó là hí luận, nên tu sáu phép thần thông thì đó là hí luận. Này thiện hiện, đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên vượt qua quả dự lưu thì đó là hí luận nên vượt qua quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác thì đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu nghĩ thế này nên hành bố thí ba la mật đa thì đó là hí luận nên hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa thì đó là hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát nếu nghĩ thế này, nên trụ pháp không nội thì đó là hí luận, nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì đó là hí luận